Khi anh Châu tinh trì mà chửi bậy sẽ ra sao? Cây cột cong cũng phải thẳng lên vì không chịu được, người chết cũng phải bật dậy mà sống, cá dưới nước không chịu được mà nhảy hết cả lên bờ. Một lúc chấp hết mấy bà bán thịt lợn vây quanh. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn bộ phim hài cười không nhặt được mồm của Châu Tinh Nghịch Châu Tinh Trì. Câu chuyện bắt đầu khi Châu Tinh Trì còn nhỏ, cậu ước sau này trở thành một vị quan thanh liêm chính trực. 20 năm sau, tiếng trống công đường vang lên, đó là Phương Đường Kính Trạng Sư xảo quyệt số 1 khiến ai nghe thấy cũng sợ vãi đái. Hắn tố cáo rằng ông Lâm Béo đã bị bà nông dân hàng xóm hấp diêm, mà thực tế là gia đình người nông dân kia mới là kẻ bị hại. Trong khi này thì Châu Tinh Trì đang chơi cờ cùng cha mình đã nghỉ hưu tại quê. Trước đây ông cũng nổi tiếng là một vị quan xảo quyệt, nói cong thành thẳng, nói trắng thành đen. Quả báo đến là toàn bộ 12 người con cứ đẻ ra là chết, về sau ông phải bán hết đi làm từ thiện thì Tinh Trì mới còn giữ được mạng sống. Lúc này chú Đạt cũng chạy đến gọi anh Trì về sự kiện, ông bố nói phải nhớ giữ lấy liêm chính. Nhưng chữ liêm nó giống chữ nghèo lắm bố, để mà dùng đi nha. Ông chồng khai rằng lúc tôi về tới nhà thì thấy thằng béo này đang nắm tay vợ tôi và đè lên bàn định cưỡng hiếp. Tôi mới dùng cây gỗ đánh hắn rồi bị thuộc hạ của hắn bắt giữ. Ngươi nắm tay cô ta rõ ràng là muốn cưỡng hiếp vợ người ta rồi. Phương Đường Kính mới lừa Châu Tinh Trì để xem tay. Hắn cầm tay rồi kêu rằng ối rồi ôi, như này chẳng phải tôi đang cưỡng hiếp ngài sao, ha ha ha. Trong tờ khế ước có nêu rõ mỗi năm hai vợ chồng sẽ phải trả 30 lượng bạc tiền thuê nhà. Vâng, mỗi năm chúng tôi đều trả đủ. Nhưng Phương Đường Kính lật lọng rằng phải 30.000 lượng mới đúng. Rồi hắn vạch vạch thêm vài nét chữ, lập tức đã biến khế ước thành 30.000 lượng, một thủ pháp đỉnh cao về ngôn ngữ học. Châu Tinh Trì cứng họng không nói gì nổi nữa, sao tên này lại biến trắng thành đen giỏi vậy chứ? Hắn giơ chi phiếu 3.000 lượng ra, nhưng cái ngân phiếu mà hắn đút lót cho Châu Tinh Trì chỉ là 1 lượng. Thật là cay cú quá đi thôi. Tinh Trì đành phải phán tội cho hai vợ chồng người nông dân với số tiền hối lộ chỉ có 1 lượng. Trước khi về hắn còn mỉa mai Tinh Trì rằng về quê mà xúc phân bỏ đi thằng ngu ngốc. Cứ sau mỗi vụ án thì trên cửa quan phủ lại toàn những từ chỉ bới đồ tham quan ngu dốt, đẻ con ra sẽ không có lỗ đít. Kẻ hầu chạy ra ngoài cửa, Tinh Trì kêu quan phủ ra ngoài rồi, lập tức cả làng ném rau củ trứng thối cho tối mặt. Người dân lại còn đào hố bẫy ở trước cửa nữa. Ra ngoài chợ anh hô lên rằng nếu ai không ghét ta thì giơ tay lên có được không hả? Không thích thì không giơ tay là được rồi, sao phải chạy đi hết thế chứ? Đúng là thất bại nhục nhã mà. Đã không kiếm được tiền mà còn bị ghét như phân chó, đến cả đứa bé nhìn thấy cũng nhổ trong một lít nước bọt nữa. Lúc này trên phố có một đám rước dâu, dâu bạc là đệ nhất thần bộ báo đầu đang trên đường để bắt cướp. Vô tình cơn gió để lộ tân nương là Triệu Mẫn xinh đẹp, mà chú rể lại là một kẻ ho lao sắp chết, thở còn không nổi chứ nói gì đến động phòng hoa trúc. Chủ nhà thấy Châu Tinh Trì thì liền mời vào chụp ảnh. Không ngờ thằng chú rể đứng sau ho liên tục còn phòi ra một cục phổi vào vai của anh Tinh, đúng là thốn vãi cả phổi. Thôi chú ăn đi cho đỡ phí. Ở đây ta còn có đắc cụt là ông chú của chú rể. Bất ngờ lúc này báo đầu lại xông đến để bắt mấy tên cướp đang ăn cưới. Đệ nhất cao thủ báo đầu hét một tiếng như sư tử gầm khiến tên cướp chảy hết máu mồm ra gục luôn. Châu Tinh Trì thấy vậy thì liền chui vào nín thở, nhưng đang nói xấu báo đầu thì bị hắn lôi ra dọa nạt. Không ngờ Châu Tinh Trì lại cùng gia chủ mua chuộc được 20 kỹ nữ, thực ra đây đều là đám cao thủ giả gái. Cứ tưởng là có thể giữ chân được bổ đầu nhưng hắn khỏe quá lại thoát ra được. May mắn là khi đuổi theo ra ngoài hắn lại rơi xuống hố. Châu Tinh Trì vội vàng kêu tên tham quan rơi xuống hố rồi, nhờ vậy mà dân chúng ném cho tên này không ngóc được. Thành công bắt được hắn cho vào cái khuôn sắt, chú Đạt thối nhà mình thả một con chuột vào trong, Châu Tinh Trì lại thả thêm con rắn cho nó bắt con chuột. Sau việc này cả đám cưới đến chào mừng Châu Tinh Trì về ăn mừng, cậu bé hôm nọ lại còn tặng cho anh. Đây là lần đầu anh thấy làm người tốt thì nó thế nào, tiếc rằng vị cô nương Triệu Mẫn lại thuộc về người khác rồi. Đêm hôm sau vị quản gia béo nghe tiếng chó sủa liền chạy vào thì ra đó là thằng đắc cụt đang giết mười mấy mạng người. Hắn liền đánh ngất quản gia, một người khác chạy thoát ra ngoài hắn cũng đuổi theo giết bằng được. May mắn là vừa chạy ra thì gặp đoàn người của Bao Long Tinh, mọi người kịp thời ngăn cản đắc cụt giết người diệt khẩu. Quay lại đám cưới hôm trước thì xác người nằm la liệt, chỉ còn mỗi cô dâu là đang sợ hãi chưa chết. Lập tức hắn được giải lên công đường, nhưng đắc cụt lại là con trai của thủy sư Đề Đốc. Chú Đạt nghe thấy liền run lẩy bẩy. Đó là chức quan cao hơn cậu 20 bậc đó. Công tử đã ăn gì chưa ạ? Để tại hạ mời trà công tử nhé. Đắc cụt cười điên đảo, nhưng nhìn sang ánh mắt ngấn lệ của Triệu Mẫn, lương tâm khô héo lập tức sống lại như lá mùa xuân. Thưa đại nhân, 13 người trong nhà tôi đều bị hắn giết chết. Hắn là chú của chồng tôi và thường sang nhà chơi. Tối qua khi tôi đang thắp hương cho tổ tiên đột nhiên bị thuốc mê ngất đi, đến khi tỉnh lại thì đã bị hắn cưỡng hiếp. Khi mẹ chồng phát hiện ra thì lại bị hắn bẻ cổ chết, bố chồng vô tình nhìn thấy bị bóp cổ chết nốt. Hắn đã giết 13 người nhà họ từ rồi còn định giết cả tôi nữa. Lập tức Bao Long Tinh phá nhốt vào nhà giam, chờ sáng mai xét nghiệm thi hài xong sẽ xử tử. Nhưng khi vừa bước vào trong nhà thì vàng bạc châu báu trắng rực cả căn phòng. Phương Đường Kính nói rằng đắc cụt là con nuôi của Lý Công Công, người chỉ đứng sau Thái Hậu và Hoàng Thượng. Chỉ cần cho bà của đắc cụt vào thăm cháu một đêm thì toàn bộ số này sẽ thuộc về ngài. Thôi thì đạo hiếu cũng là việc tốt chứ gì mấy đồng bạc lẻ này chứ. Phương Đường Kính sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện,
liền nói rằng hắn sẽ đổi trắng thay đen chỉ cần Đắc Cụt sáng mai lên công đường nhớ những điều này. Trong khi đó, một đội quân khác đến xóa dấu vết tại hiện trường, cho những người chết uống thuốc độc. Vài tiếng sau đã nhanh chóng đến giờ thang đường, quan huyện trực tiếp tới để xét xử. Bao Long Tinh phải ghé sang một bên nhìn trực. Xét nghiệm tử thi cho thấy toàn bộ người nhà đều chết do trúng độc, nguyên nhân là do có một nồi chè nấu với thạch tín. Bao Long Tinh nói rằng chính tôi đã nhìn thấy hắn truy sát Nô Gia, những nhân chứng đều đã bị mua chuộc nên đều khai ngược lại hết. Ông chủ tiệm thuốc cũng khai gian dối rằng Triệu Mẫn hôm qua đã đến mua một cân thạch tín. Phương Đường Kính lúc này tố cáo Triệu Mẫn đã dụ dỗ Đắc Cụt nhưng không thành nên mới giết cả nhà rồi vu khống cho công tử. Và chính Bao Long Tinh đã nhận hối lộ 3 vạn lượng bạc của Triệu Mẫn để giúp cô ta khai gian. Quả thực một tên lính chạy ra báo rằng trong phòng đầy bạc, lập tức Bao Long Tinh bị tạm đình chỉ công tác chờ quan huyện xét xử. Lúc này Triệu Mẫn kêu oan cũng vô ích, tên quan huyện xấu xa phạt vả miệng cho khỏi kêu oan, bởi bọn chúng đã thông đồng và sắp xếp lật lọng tất cả. Đắc Cụt cũng tố cáo thêm rằng Triệu Mẫn là gian dâm với Nô Gia Lai Phúc, rồi nấu chè thạch tín giết chết cả nhà. Khi tôi nhìn thấy cả nhà đã chết thì tên Lai Phúc đuổi theo và giết tôi, chạy ra tới ngoài đường đột nhiên hắn kêu cứu và Bao Long Tinh đã cho người bắt tôi. Bà đỡ đẻ sau khi thăm khám cũng nói rằng Triệu Mẫn đã có thai được 2 tháng có lẽ là do dâm với tên Lai Phúc. Tên Lai Phúc đã bị mua chuộc để nhận tội, liền khai rằng chính hắn đã thông đồng với Triệu Mẫn giết cả nhà và đổ tội cho Đắc Cụt. Ôi trời ơi, và đây chính là thư tình mà cô ta viết cho tôi hàng ngày. Quan huyện dựa vào chứng cứ sắp đặt liền ra lệnh dùng đại hình. Bao Long Tinh thấy hình thai phụ thì thương cho bà bầu, hết sức ngăn cản nhưng không được, Phương Đường Kính nó giỏi và thâm hiểm quá. Quân lính hết sức đánh đập hành hình thai phụ Triệu Mẫn, máu đã bắn hết cả ra ngoài đến khi ngất đi thì liền bị điểm chỉ. Quan huyện phán bị cáo đã nhận tội qua mùa thu sẽ xử tử, bãi đường. Bao Long Tinh xin lỗi, Triệu Mẫn lấy hết sức cắn Bao Long Tinh rồi nói ta hận ngươi lắm đồ cầu quan. Trời đột nhiên mưa tuyết tháng 6 như nỗi oan ức nghiệt ngã đã thấu tới trời xanh vậy. Ngay trong đêm, hai thầy trò lại rủ nhau đi tìm chứng cứ để lật lại vụ án. Kim đâm vào cổ thì chuyển màu đen nhưng khi đâm vào bụng thì không có màu. Vậy tức là đã bị đổ thuốc độc vào cổ sau khi chết. Hai người hoan hô vui sướng vì phát hiện ra điều này nhưng quan huyện lập tức cho người vây bắt vì tội phá hoại chứng cứ. Thằng bố của Đắc Cụt cũng ra lệnh phóng hỏa thủ tiêu mọi thứ, rồi phái người giết Bao Long Tinh trong tù. Báo đầu lúc này bắt đầu lên cơn chửi đúng là thằng tham quan ngu ngốc đáng đời nhà ngươi. Triệu Mẫn cũng nhận ra Bao Long Tinh là người tốt vì minh oan cho cô mà cũng bị vào tù. Chú Đạt biết Châu Tinh Trì sẽ bị ám sát chết nên xin cho một thiếu nữ vào ân ái để lấy nòi giống nối dõi tông đường nhưng thực chất là húc đổ tường để giúp Bao Long Tinh trốn ngục. Hai người chạy về gặp cha mẹ của Tinh Trì. Ông bố đang hấp hối đưa cho anh một cái bánh bao cắn dở, ông đã cất giữ 20 năm. Đây là nửa cái bánh bao đã cứu mạng hình bộ thượng thư khi xưa. Nếu gặp hoạn nạn chỉ cần đem nó đến gặp ông ấy nhất định sẽ được cứu giúp. Tổ tiên của chúng ta là Bao Thanh Thiên có truyền lại một cuốn sách bí truyền. Nhưng đó là chữ Phạm nên anh không biết đọc. Người mẹ còn cho Tinh Trì một con cá khô để lên kinh thành kêu cứu. Khi quay lại thì người cha già cũng từ biệt ra đi. Phía thằng quan huyện lúc này đến thả báo đầu dâu trắng để lợi dụng hắn đi tìm giết Châu Tinh Trì. Khi này hai người cũng lên tới kinh thành, khắp nơi là thông cáo truy nã. Đúng lúc này thì báo Quy Đầu cũng tìm đến nơi. Bóp vú long chảo thủ của hắn quả là lợi hại. May mắn Châu Tinh Trì vẫn kịp thời nhảy sang một con thuyền đang rời bến, thoát được kiếp nạn. Lại còn được mấy người tốt này mời cơm nhưng ăn xong phải giúp họ biểu diễn vì mấy người này là gánh xiếc đường phố. Bài 1 là đập đá trên thảm đinh, màn tập dượt thành công mỹ mãn chỉ tiếc là khi uống nước vào thì cả người thủng lỗ chỗ. Đến màn bịt mắt phóng phi tiêu, nhìn thì cứ tưởng là chuyên nghiệp professional nhưng tiếp tục lại thật là bi thảm diễn viên đóng thế, nuốt kiếm thì đừng hỏi tại sao. Lông mày rậm kiểm tra hành lý của anh Trì, thấy cái yếm thì nghĩ rằng anh là con gái giả trai nên ra hết sức mà quyến rũ, gạ kèo ngủ chung các kiểu. May mắn lúc này có chú Đạt đến tìm, Châu Tinh Trì ra ám hiệu hãy gọi anh là cửu cô nương. Vậy là thành công giả là con gái cho hai người kia tin tưởng. Hóa ra là con gái giả trai hả, người ta là con gái đó, tối nay sang phòng muội ngủ cùng nhé. Châu Tinh Trì lập tức đồng ý, kèo thơm quá. Hai người lên mái nhà tâm sự một hồi anh cũng nói mình là quan xã Bao Long Tinh, tán tỉnh một hồi khiến cô động lòng và yêu luôn. Sau một đêm hai người xúc hết 9 tấn than thì hôm sau họ đã coi nhau như vợ chồng. Hẹn ngày tương phùng nhé. Đến kinh thành hai người gặp hình bộ thượng thư, Châu Tinh Trì kể hết đầu đuôi câu chuyện mà không hề biết rằng kẻ hãm hại anh chính là người bên cạnh. Đến lúc nhận ra hắn thì đã quá muộn, hình bộ thượng thư trả ơn bằng cách bắt hai người ăn hết 100 cái bánh bao, rồi bắt phải đày đọa ở kinh thành, cứ buôn bán gì là sẽ bị quân lính đến làm khó. Chúng muốn hai người phải sống trong cảnh khốn cùng nhất mà đi ăn xin, nhưng ăn xin thì nhục nhã, Châu Tinh Trì nghĩ rằng thà đi ăn quỵt còn hơn. Thế là vào một tửu lầu gọi đầy các món rồi ăn như chết đói. Tú bà tưởng rằng các em kia không đủ nhan sắc để quyến rũ, liền gọi tới tuyệt sắc giai nhân điêu thuyền đến tiếp đón. Nhưng ả này kiểm tra túi vải chả thấy đồng bạc nào cả, lập tức gọi người tới đánh đã ăn quỵt rồi lại còn rượu ngon gái đẹp. Niềm hy vọng cuối cùng là cuốn sách bí truyền cũng bị chúng đốt nốt. Không những thế bà chủ còn bắt anh ở lại làm công cho kỹ viện 3 tháng.
Một hôm Tú Bà đối diện Tử Lầu Sang cãi nhau chuyện tranh giành khách làng chơi, nhưng khả năng ngôn ngữ và chửi tục của Tú Bà gầy đã đạt đến đẳng cấp giáo sư. Chửi cho bà kia cháy mặt, chửi cho quăn tóc, chửi cho tức mà chết tươi, quả là lợi hại. Từ hôm đó Châu Tinh Trì ngày nào cũng ra sông để tập chửi, rồi tập thêm về cơ hàm, học hỏi thêm các kỹ năng chửi bới nhân viên. Chửi cho cây cột cong cũng phải thẳng lên, chửi cho người chết cũng phải bục dậy mà sống. Cá dưới nước không chịu được mà nhảy hết cả lên bờ. Và tự sướng mãi thì cũng phải thực hành, anh về cãi nhau với chính Tú Bà. Quả thực 2 tháng khổ luyện cái lưỡi của anh nó cũng đã thành tinh nói một hồi, khiến Tú Bà phải giật mình bắn đi cả chục mét. Tú Bà cay cú gọi thêm mười mấy bà bán thịt lợn ngoài chợ về. Nào thì tôm cua cá, nào thì ngao sò ốc hến, chim cỏ lồng lộn, các thứ đều văng ra hết. Dường như khi này anh đã đạt đến đẳng cấp của vua cãi lộn. Khi đang sắp chén đưa thuyền thì không may Bao Quy Đầu lại đến kỹ viện để ăn chơi, Tinh Trì đành phải rúc xuống gầm giường mà trốn tránh. Đang lúc Báo Đầu sắp sơi tái thì bất ngờ Vương Gia lại đến muốn chén đưa thuyền. Báo Đầu lại cũng phải rúc xuống gầm giường với anh Tinh. Người mà Vương Gia dẫn tới thực ra chính là Hoàng Thượng cải trang. Nhưng khi Hoàng Thượng đang sắp chén được hình bộ thượng thư cũng lại nói chén đưa thuyền. Thôi ba anh em gầm giường chào nhau một cái nhỉ. Đã đến nước này Châu Tinh Trì liền ra mặt dọa cho hình bộ thượng thư phải lòi ra mấy chục ngàn lượng bạc. Hóa ra anh đã nhặt được cái quần xỉ nên biết áo trắng là Hoàng Thượng. Bao Long Tinh liền báo oan vụ án động trời đó. Hôm sau Hoàng Thượng liền triệu tập quan đề đốc và hình bộ thượng thư. Bao Long Tinh trước mặt Hoàng Thượng tố cáo 2 tên cầu quan, oan sai trong vụ án 13 mạng người. 2 tên kia cũng nói lên những cái có lý. Vậy là Hoàng Thượng ra lệnh cược một ván, nếu Châu Tinh Trì mà phóng con dao trúng quả táo thì sẽ cho xét xử lại, còn nếu phóng trượt thì sẽ bị xử tử. Châu Tinh Trì xin được bịt mắt, hình bộ thượng thư lập tức xin được xét xử lại khỏi phải phóng dao nữa. Hoàng Thượng ra lệnh Bao Long Tinh chủ trì xét xử lại vụ án. Nhưng khi này ngoài pháp trường đã đến giờ hành hình, Báo Đầu kêu dừng tay nhưng quan huyện vẫn ra lệnh chén. Hoàng Thượng ra lệnh đưa về đại lao chờ xét xử. Bao Long Tinh hùng hổ xông vào công đường như một võ sĩ. Vừa vào công đường, Phương Đường Kính mở lời liền bị Bao Long Tinh chửi cho một thôi một hồi say sẩm mày mặt. Hắn nói tao thích nhảy thì nhảy đó, các người định đánh ta sao? Lập tức bị Bao Long Tinh và chú Đạt đạp cho một trận. Các người thấy chưa, đó là do hắn thỉnh cầu ta đánh đấy nhé. Lần trước hai người nói rằng cô gái mua một cân thạch tín nấu vào nồi chè này, nhưng thực tế nếu đổ hết một cân thạch tín vào đây thì ai mà dám ăn cái thứ đặc quánh này chứ. Cho nên sự thật là ngươi nói láo, hơn nữa trong sổ sách cả kho của nhà ngươi cũng chỉ có nửa cân, thế thì lấy đâu ra một cân mà bán chứ. Các bộ hài cốt khai quật lên chỉ có phần cổ trở lên có màu đen, vậy là chất độc được đổ vào sau khi nạn nhân chết. Hơn nữa các xương đều vỡ vụn do một người có võ công cao cường. Phương Đường Kính bao biện rằng đắc cụt cũng không hề biết võ công. Bao Long Tinh lập tức cho hành hình. Không kháng cự thì ăn cướp, mà kháng cự thì là biết võ công. Nhưng bất ngờ Lý Công Công tới, hắn mang tới chiếc long bào do chính Thái Hậu ban tặng nên không ai được động đến đắc cụt nữa. Thật là cô gái quá đi. Phương Đường Kính nói có thể Triệu Mẫn thuê sát thủ nên phải hành hình để lấy lời khai. Hai tên quan lập tức ra lệnh hành hình. Bao Long Tinh phản đối, thằng Công Công cậy uy thế mà cưỡng chế, anh chỉ phải chửi cho hắn một trận là thằng không có giái, thằng lại cái, thằng các kiểu các kiểu. Thực ra là để câu giờ cho Báo Đầu khảo cung mấy kẻ khai gian. Báo Đầu nói rằng chú Đạt khai gian đã bị chặt làm đôi, hai người đẩy bên dưới sàn nhà làm tên kia nhìn thấy nửa người bên trên đang lết trên vũng máu thì sợ vãi đái ra quần. Trong khi này Bao Long Tinh vẫn đang chửi nhau với thằng lại cái. Tất nhiên là Lý Công Công chỉ có thể tức ói máu. Mấy tên khai mà lần trước được triệu tập, nhưng quan đề đốc nhất quyết cho hành hình Triệu Mẫn. Bất ngờ cô lên cơn đau đẻ quằn quại, thượng thư cho rằng cô đang giả vờ nên nhất quyết phải hành hình. Bao Long Tinh kêu cho bà đỡ đẻ xem bín, bà ta nói đúng là sắp đẻ thật. Ba tên quan giơ tay biểu quyết hành hình, nhưng dân chúng biểu tình phải cho cô đi đẻ. Nhìn thấy cảnh này tên mập cũng khai thật những gì xảy ra hôm đó, chỉ còn tên nô gia vẫn ngoan cố không khai. Đưa cho bức thư thì đọc lấy đọc để, trong khi hắn không hề biết chữ bởi bị anh Tinh đã đưa cái vớ vẩn cho hắn, nên lúc này hắn mới nhận tội. Từ nhỏ tôi đã thiến để nhập cung làm thái giám, làm gì có chim mà thông dâm với cô ta chứ. Phương Đường Kính lúc này cũng đã nhận tội đút lót các nhân chứng. Thái giám ra lệnh hành hình hai tên này vì tội hối lộ và khai gian. Thủ hạ của ông ta lập tức ra đòn thâm hiểm giết chết hai tên này tại chỗ. Còn gì nữa để đấu với hắn đây? Lúc này bà mẹ mang thượng phương bảo kiếm của Bao Công truyền lại đến nơi. Đây là kiếm của Triều Minh, sao dám chém quan Triều Thanh chứ? Ngươi dám phản quốc ư? Nuốt thanh kiếm đó thì ta mới bỏ qua. Nhưng không ngờ Châu Tinh Trì lại nuốt được, nào ta quay lại xét xử thôi. Công Công nói không còn chứng cứ gì nữa, phải phóng thích thôi. May mắn rằng đứa bé của Triệu Mẫn đã ra đời, giờ sẽ thử máu, nếu dung hòa thì ngươi chính là kẻ hiếp dâm. Đắc Cụt cũng lập tức đồng ý. Hai giọt máu của hai người được nhỏ vào một bát nước, kết quả là nó dung hợp lại với nhau. Như vậy ngươi chính là kẻ hiếp dâm và giết người. Nhưng Đắc Cụt nói rằng nhất định không phải con của ta, hôm đó ta hiếp dâm mới có 7 tháng, làm gì đẻ luôn được chứ. Thôi chết lỡ miệng bỏ mẹ rồi, nhưng đứa con mà cho thử máu là con thật của hắn. Châu Tinh Trì đã kêu vợ của hắn mang đến chỉ để bẫy hắn lỡ miệng khai ra mà thôi. Tên xúc sinh lúc này trở mặt khống chế Công Công.
vậy là lại thừa nhận mình có võ rồi. Báo đầu lập tức xông lên giải cứu, hai người thì mở đao lên sẵn sàng. Báo đầu ném đắc cụt vào rồi một đao sập xuống xong đời tên súc sinh. Ba thằng quan bao che cho hắn cũng bị đem đi cho dân chúng ném trứng thối. Còn Châu Tinh Trì thì cưới luôn ba cô vợ, làm cho cả ba cô có bầu cùng một lúc và không quên cho mọi người ngửi cái quần xì của hoàng thượng để tạ ơn thánh đức. Đáng tiếc một điều là y vệ nói hoàng đế băng hà rồi. Châu Tinh Trì bịt mặt bằng cái quần xì của hoàng thượng mà khóc lóc. Ngài ấy bị bệnh gì mà chết thế, bệnh giang mai hoa liễu đó, ối rồi ôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ phim. Các bạn thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến bên dưới và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Tạm biệt.